đó là một ngày đó. Rồi cái này là bổ não nha, còn cái viên này á là omega 3 nha mọi người, omega 3 đây. Mọi người muốn ngủ được á là mọi người phải uống nha. Ai mà ngủ không được á, uống kết hợp hai cái này, omega 3 với lại bổ não vô, thì tôi cam đoan kết cho mọi người là mọi người sẽ ngủ ngon nha. Còn nếu mình không có chịu uống á, thì nó mất ngủ dài hạn thì nó rất là mệt đó tôi đúng chị. Rồi cái loại này á, một cái hộp nhỏ này nè, 60 viên thì làm 450 ngàn nha. Còn cái hũ này là 750 ngàn. Hũ này là dầu cá của Mỹ. Mọi người thấy có trái tim không? Đó, cái này uống vô là cho trái tim khỏe mạnh nè, mắt sáng nè, làm sạch mạch máu nè, hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ nè, à, giảm đau nhức xương khớp nè nha, tiêu viêm giảm sưng nha, rồi tăng cường trí nhớ. Cái omega 3 này nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, mọi người nên bổ sung đều hàng ngày nha. Ai đang hoa mắt chóng mặt rối loạn tiền đình, mọi người uống nguyên combo này đi, nó hiệu quả nó nhanh hơn nha. Hoặc là cái ginkgo Hàn, hoặc là ginkgo Úc, hoặc là ginkgo Mỹ nha, hoặc là ginkgo Nhật. Đây ginkgo Nhật đây đó. Rồi ginkgo Nhật thì 490 một lọ nha, ginkgo Mỹ là 550 nha, còn ginkgo Úc này là sale còn 390 nha. Rồi còn ginkgo Hàn này là 450 nha mọi người. Còn omega 3 này á, là 750 một ngày, uống một viên thôi nha. Đó. Cô chú anh chị muốn mua loại nào cô chú anh chị cứ comment địa chỉ số điện thoại. Ai đang mất ngủ thì mọi người kết hợp vừa ginkgo vừa omega 3 thì nó có hiệu quả, nó sẽ nhanh hơn nha cô chú anh chị nha. Rồi ai mua loại nào mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho nhà mình cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc nha cô chú anh chị. Bữa nay sẽ ưu tiên hàng Hàn Quốc trước nha. Đây giới thiệu cho nhà mình cái hũ này là cao hắc sâm đông trùng hạ thảo, một hộp hai lọ, một lọ là một hộp hai lọ, một lọ là 240 đây nha quý anh chị. Mình uống cái này thứ nhất là nó tăng sức đề kháng nè, thứ hai là nó tăng cường hệ miễn dịch nè, thứ ba là nó giúp mình làm máu huyết lưu thông nè, thứ tư là nó sẽ giúp tạo cái tế bào máu mới nè, rồi nó giúp mình chống lão hóa nè, rồi tăng cường sinh lý nè, hỗ trợ cho những cái vấn đề về hô hấp nè. À, người già nè cần bồi bổ sức khỏe nên uống nè, người mới ốm dậy cũng nên uống nè, người nào lao động nặng nè, lao thể thao nè, mình cũng cần bồi bổ sức khỏe, mình cũng nên mua cái loại này mình uống nha cô chú chị nha. À, một cái hộp này là 950, hôm nay sale cho nhà mình là còn 890 một hộp nha. Rồi ai mua cao hắc sâm đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị cứ comment địa chỉ số điện thoại nha nhà mình nha. Đây đó, một hộp hai lọ, mua quà tặng quà biếu gì cũng ok hết nha. Đây tiếp theo là cũng là cao hắc sâm đông trùng hạ thảo, nhưng cái loại này là cái loại hũ, một cái hũ trong này nó là 1 kg nha, cũng là vừa hắc sâm vừa đông trùng hạ thảo, nhưng cái hãng nó khác nha nhà mình nha. Cái hãng hồi nãy là hãng khác và cái hãng này là hãng khác. Nó đó cô chú anh chị mua cái loại nào thì mình cứ comment địa chỉ số điện thoại thôi. Một cái hộp này trong này á là một cái hũ là 1 kg. Đây một cái hũ này nó 1 kg nha nha mình. Đây trong này nè, đầu tiên là nó có cái catalog này nha, xong này nó có cái nắp bằng giấy nè, xong này nó có cái hũ nè, trong này nó có cái muỗng nè cho mình múc nè. Đây một lần mọi người múc khoảng 3 đến 5 muỗng này, xong mọi người pha với khoảng 50 ml nước thôi,
mình quậy lên mình uống. Trong này là thành phần chính là cao hát sâm và đông trùng hạ thảo. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm một số thảo dược khác nữa. Nó giúp cho mình làm tăng cái sức đề kháng nè, tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp máu huyết lưu thông nè, rồi nó giúp tạo hồng cầu nè. Nó tốt cho những cái người mà mới ốm dậy cần một hồi phục sức khỏe nè, những người già nè. Mình uống cái này thì mình khỏe, mình sẽ giảm được các cái bệnh nền nha, giảm nguy cơ bệnh nền, đặc biệt là cái người mà tiểu đường á, mình uống sâm á thì nó cũng ổn định đường huyết. Rồi uống cái đông trùng hạ thảo vô thì nó cũng ổn định huyết áp nha. Người già là uống rất tốt nha cô chú anh chị, ổn định đường huyết, ổn định huyết áp. Người già là hay bị những bệnh đó. Rồi ăn ngon ngủ ngon ha, rồi giúp cho da dẻ nó cũng hồng hào đẹp ra. Anh em thì nó tăng cường sinh lý, chị em thì nó là giúp da đẹp. Một cái sản phẩm này là cực kỳ tuyệt vời nha quý anh chị nha. Ai mua thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại. Khi mọi người mua cái hộp này xong thì mọi người được tặng một cái khăn lụa nha, được tặng một cái khăn lụa. Ở đây lát nữa lấy cho mọi người xem cái khăn nha. Một cái hũ đang hộp này là 1 kg, một hộp là 1 kg nha cô chú anh chị. Người ai mua thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại. Cái này đem đi quà tặng quà biếu thì nó cũng sang nha mọi người nha. Cái khăn lụa, đây cái khăn lụa đây, cái khăn đây nè mọi người. Thay vì mọi người bỏ cái bọc xốp mọi người xách đúng không ạ, mọi người lấy cái khăn này mọi người cọp lại rồi mọi người xách đi biếu cho người ta, nhìn nó rất là sang nha. Đây cái khăn này màu vàng rất là đẹp, khăn cũng rất là to là rộng nha mọi người. Cái này mà cái khăn này mọi người không xài thì mọi người tặng thầy á, để thầy may y nha. Mọi người tặng thầy, thầy may y. Cái này rất là nhẹ nè mà nó màu nó đẹp nè, đó nó bóng nè nha. Hôm nay thì tôi thấy là người ta có đem vải ra ngoài đường á, mà người ta ta trải ra để cho các thầy lấy về may y, nhưng mà cũng có thầy lấy có thầy không lấy, và mọi người cũng không cần mà để miếng to quá đâu, mọi người cắt ra miếng nhỏ nhỏ thôi. Còn đừng để miếng to quá về thầy cũng phải cắt ra, mà nó phải nhiều màu nó mới đẹp, phải chấp vá nhiều màu nó mới đẹp nha. Đó cô chú anh chị nha, ai không xong không xài nữa là đem cái này tặng thầy đây cho các thầy may y nha. Buổi sáng thì thầy có đi khất thực thì mọi người mới tặng là mấy mấy đồ ăn, còn buổi chiều buổi tối là mọi người làm tặng tặng cái vải nè, rồi tặng kim chỉ rồi đó mọi người nha. Kim chỉ tôi thấy có xài cái kéo nha, thầy có cái kéo nhỏ nhỏ đó, mọi người cứ đem theo tặng mấy cái ông thầy mới á, mấy cái người mới mới đi học tập á, người ta chưa có đủ đồ nghề đâu, người ta không có chuẩn bị đâu. Hoặc là mọi người tặng cái cục xà bông á mọi người, xà bông cục á để cho người ta dịch đồ á nha. Mọi người cần, tôi nghĩ là mấy cái đó cần thiết, mọi người cứ suy nghĩ đi, cái gì mà thiết yếu mọi người tặng nhẹ nhẹ thôi, đừng có tặng cái đồ nặng nề á, sức đâu mà vác. Mọi người thấy đi mà ôm cái bình bát không đã thấy muốn đuối ra rồi, là còn nhồi nhét vô đủ thứ nữa là đâu có quan nổi mọi người. Bước bước chân của thầy thì đi thanh thoát á, nhẹ lắm, như là đi mây về gió vậy đó, chứ còn mấy cái người mà mới á, người ta đi nặng nề lắm, đi đi huỵch 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 nó rất là mệt nha quý anh chị. Rồi để giới thiệu nhà mình nè, mấy cái loại này là tôi ít đem ra mọi người, là vì nó nặng là nhiều khi tôi lười. Đây là nhà mình cái hộp này nè, là cao à, xin lỗi, sâm tẩm mật ong nha nhà mình nha. Cái loại này là sâm tẩm mật ong, một cái hộp này là nó 200 g, ở trong này nó có 10 cái hộp nhỏ nha, mỗi cái hộp nhỏ là nó 20 g. Và mọi người mua về thì mọi người lột ra mọi người ăn lần là khoảng 2-3 lát, một ngày thì ăn 2-3 lần thôi nha, chứ ăn nhiều quá thì nó cũng cũng phí nha mọi người. Rồi cái cái hộp này nè là nó 200 g, trong này 10 hộp nhỏ, mọi người ngày ăn 2-3 lát, mỗi lần làm mỗi ngày 2-3 lần. Một cái hộp này là giá 700 ngàn, hôm nay sale cho nhà mình còn 580 nha, 580 một hộp thôi nhà mình nha. Cái đáp thì nó còn rất là xa nha mọi người, tháng 11 2026 nha. Cái đáp nó ở đây, nó chữ nó rất là mờ, mọi người nhìn gần mới thấy, nhìn xa thì không thấy đâu nha. 580 một hộp nha cô chú chị nha.
Mọi người mua cái này đi tặng đi biếu cũng sang nè. Cái này mà cái giới văn nghệ sĩ á, là họ mua họ đem theo, họ đi hát xong đó mọi người, hoặc là họ ngậm nha. Tại vì cái cô khách hàng của mình là cái cô Bảo Yến á, là cô nhờ cái người người bạn của mình á, là mua cho cô, thì làm bữa mua mấy hộp này nè nha. À, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha cô chú chị. Sâm lát tổng mật ong nha. Rồi còn cũng có sâm nguyên củ đó mọi người, sâm nguyên củ tẩm mật ong. Gà nó đâu rồi ta? Cái bịch sâm nguyên củ giờ không biết nó lọt đâu à. Coi nó có lọt xuống đây không. Thất lạc rồi cô chú anh chị, cái bịch sâm đó nó thất lạc rồi, chừng nào thấy thì đem ra nha. Rồi còn đây là nước hồng sâm núi Bocheon nha cô chú anh chị, sâm núi Bocheon. Một cái hộp này là 30 gói, mỗi gói là 70 ml. Mọi người cứ ngon hơn là mọi người uống lạnh nha. Ngon hơn là uống lạnh. Cái loại này là 650 một hộp nha cô chú anh chị. Nhưng mà riêng trên line này mọi người hôm nay ai mua thì sale là còn 490 nha. Sale còn 490 một hộp thôi cô chú anh chị nha. Một hộp là 30 gói. Đát là tháng 8 2025 nha. À, một cái hộp này là cái đát nó là 4 năm đó cô chú anh chị nha. À, mọi người để được rất là lâu nha. Nói chung là mọi người mua về thì mọi người uống liền, mình đừng có để lâu quá. Nói chung mình mua xong là mình uống để mình chăm sóc sức khỏe, chứ không phải mua để dành nè cô chú anh chị. Do đó là mọi người mua về là mọi người cứ khui ra uống luôn, chứ đừng có đợi bệnh mới uống nha. Tôi có nhiều người khách đó là để dành, không có để dành nha mọi người, mua về là uống luôn nha. Rồi một cái hộp này hôm nay sale cho nhà mình là 490 một hộp thôi nha. Cô chú anh chị nào ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại. Rồi hôm nay giới thiệu nhà mình cái hộp sâm này nha. Cái hộp này là hộp sâm nước các cô chú anh chị. Cái này là một cái chai này là nó 3 lít nha mọi người. Một cái chai này là 3 lít. Nhà mình mua về là nhà mình khui ra là uống ngày khoảng một lần khoảng 100 ml thôi nha. Một cái chai là 3 lít là rất là to. Ai cần đi tặng đi biếu á, thì mọi người mua cái này cũng rất là sang nha. 1,2 triệu một chai nha mọi người. Hôm nay ai mua thì được tặng một túi kẹo nha. Được, hôm nay 1,2 triệu một chai, ai mua thì được tặng một túi kẹo, một cái chai là to đùng vậy nè, 3 lít nha. Hôm nay giới thiệu nhà mình, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại. Rồi còn đây là cái hộp này là nước không hắc sâm nha mọi người nha, nước hắc sâm. Một cái hộp này là trong này nó có một cái chai, một cái chai hắc sâm là 900 ml nha, một cái chai là 900 ml, và người ta tặng thêm mình là ở trong này là 10 gói nữa nha, tặng thêm 10 gói, mỗi gói là 25 ml. À, trong này có hai hộp tặng cho mình 10 gói trong này nữa, mỗi gói 25 ml, tức là mình đi đâu á mình đem cái gói theo mình dùng cho nó tiện. Còn nếu mình ở nhà thì mình chế trong cái chai ra mình uống. Và cái nước này gọi là nước hắc sâm. À, một cái hộp này là 1,2 triệu. Hôm nay sale cho nhà mình là còn 950 nha. 950 một hộp này. À, mọi người mua về làm quà tặng quà biếu, vì trong này nó có cái chai rất là đẹp nha. Biếu thì mình biếu nguyên cái hộp vậy nè. Nó sang. Nha, nó có cái túi xách nữa nha mọi người nha. Nước hắc sâm nha. Để cho mọi người xem cái hình này thì mọi người chờ mình lục cái hình ra đã nha. Đây cho mọi người xem cái hình nó luôn nha.
Đây nhà mình nha, cái hộp đó là cái chai này nè nha. Một cái chai này là chấm 900 ml, mình đã có hai cái hộp nhỏ đó. Thì mỗi hộp nhỏ là 5 gói, mỗi gói 25 ml. Cái này mọi người mua làm quà tặng quà biếu thì nó sang. À, còn mua về uống thì nó cũng tốt nha. Tại vì nó là hắc sâm, hắc sâm thì bao giờ nó cũng tốt hơn hồng sâm cho chúng chị. Đây. Đây cái hình này nha, cái hình bên trong nó là cái hình này. Đó. Cận cảnh cho mọi người xem. Đó, cô chú anh chị ai mua thì cho shop xin địa chỉ số điện thoại là cái chai nó về nha. Chai cũng rất là đẹp nha mình. Đây, còn nguyên cái hộp nó đây nha. Đó, để cho cô chú anh chị xem là cô chú anh chị cần nó thì mua. Đó. Cận cảnh đó. Đó, cái hộp bên này và cái hộp bên này mọi người thấy giống nhau rồi đúng không ạ? Là có cái chai và có hai cái hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ là 5 gói. Mỗi gói 25 ml nha. Đây nó nguyên hộp để trong hộp nó vậy nè, mọi người xem đủ cái góc cạnh để mọi người hiểu, mọi người cần thì mọi người mua đó. Rồi ai mua thì cứ 950.000 hộp này nha chúng chị nha, 950.000 hộp có cái túi xách nha. Cái này vì nó cái chai nó mình ít khi mình bưng ra của chúng chị, nhưng mà hôm nay mình quyết định là mình bưng ra luôn. Đó, là giới thiệu cho mọi người xong cái chai rồi nha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho nhà mình cái hộp này ha. Cái hộp này là tinh dầu hoan thảo, hộp màu vàng nè. Mọi người cái đây là cái lá này, cái hoa nè. Đó, còn đây là cái lá này, đây là cái viên tinh dầu nè, nó trong khe luôn đó cô chú chị. Một cái hộp này là 180 viên. Một ngày là mình uống hai viên, sáng viên chiều viên, chị em cứ uống sau ăn nha. Cái tinh dầu hoan thảo này mình uống vô, thứ nhất là nó cân bằng nội tiết tố, thì nó giảm cái tình trạng sạm nám tàn nhang nha. À, rồi nó sẽ giúp chị em ai mà kinh nguyệt không đều thì nó điều hòa kinh nguyệt, nó giảm khô hạn nha, nó giúp da mình nó sẽ căng bóng, sẽ mịn màng hơn, nó cấp độ ẩm cho da và nó cũng tốt cho xương khớp nha. Cái tinh dầu hoan thảo này rất là nhiều công dụng nha. Rồi nó hỗ trợ chị em trong cái giai đoạn tiền mãn kinh là giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, à, kéo dài tuổi thanh xuân nha. Nó làm chậm cái quá cái chậm cái quá trình lão hóa nha. Thì à, người ta gọi nó là kéo dài tuổi thanh xuân nha quý vị. Một hộp này là 1,1 triệu, sale còn 950 nha, sale còn 950. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha chị em nha. Tinh dầu hoan thảo Hàn Quốc thì nó có hai loại, cái loại này là loại hộp giấy và cái loại này là cái loại hộp nhựa, lúc cần thì nó không ra mà lúc không cần thì nó mò ra của chú chị. Hồi nãy tôi đi tìm nó không thấy, giờ nó lại mò ra. Cái hũ kia đâu rồi? Đây. Đây nhà mình nha, cái loại này là cái loại hộp nhựa nha. Cái loại hộp nhựa thì nó là 690 một hộp, sale còn 590. Nhà mình ngày cũng uống hai viên nha, ngày cũng uống hai viên, chị em cũng uống hai viên nha. Đây ai muốn mua hộp giấy thì mua, mà ai muốn mua hộp nhựa thì mua nha mọi người. Tinh dầu hoan thảo Hàn Quốc nha. Rồi tiếp theo là giới thiệu nhà mình cái hộp này. Cái hộp này là cái hộp nước hồng sâm nhung hưu. Một hộp là 30 túi, mỗi túi là 70 ml. Ngon hơn là mọi người cứ uống lạnh nha. Cái nhung hưu á, thì nó tốt cho ngũ tạng nha mình. Tim nè, gan nè, phổi nè, lá lách nè, rồi thận nè nha. Nó rất là tốt. Nó giúp mà cho các cái bộ phận ngũ tạng của mình. Còn cái sâm á, thì thứ nhất là nó sẽ giúp tăng cường miễn dịch nè, tăng sức đề kháng nè, nó giúp máu huyết lưu thông nè, nó tăng hồng cầu nè, ổn định huyết áp, ổn định đường huyết nha, ăn ngon ngủ ngon, đẹp da, rất là nhiều công dụng nha nhà mình nha.
rồi ai đang muốn bồi bổ sức khỏe nè, ai mới ốm dậy nè, thì chúng ta cũng nên uống nước hồng sâm nhung hưu nha. À, rồi những người lao động nặng này, những người chơi thể thao này, nói chung ai uống cũng được hết, đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch gì đó thì mọi người cứ đem theo uống thôi, vì nó có dạng túi thì nó rất là tiện nha. Nó bỏ vào bóp vào giỏ gì nó cũng tiện hết. Rồi ngon hơn là mọi người cứ uống lạnh nha. Rồi một cái hộp này 650, à, trên cái like hôm nay sale cho nhà mình là còn 490 nha mọi người nha. Hôm nào mọi người thấy có giá tốt thì mọi người cứ chọp nha. Rồi cô chú anh chị ai mua nước hồng sâm nhung hưu thì cứ comment địa chỉ số điện thoại cho shop và shop sẽ giao cho nhà mình nha. Rồi đây là cái sản phẩm này là nước hồng sâm húc bồn tử. Hồng sâm húc bồn tử nha nhà mình nha. Một cái hộp này là nó 20 gói. Mỗi gói của nó là 70 ml nha. À, trong này cái thành phần húc bồn tử á, là nó chiếm là 40%. À, sâm là nó chiếm là 30%. Còn 30% còn lại á là các cái thành phần thảo dược của chú anh chị. Trong đó là có táo đỏ nè, táo đỏ, rồi ngải cứu bốn mùa, hoàng kỳ. Để tôi mở ra đọc cho nó nhanh đó mọi người, nhiều khi tôi rặn rặn hoài nó không ra nổi luôn á. Đây nha, đọc lại cho nhà mình nè. Táo đỏ nè, sâm tây bá lợi á, ngải cứu bốn mùa, thanh rễ cần núi, đương quy, nấm linh chi, sơn thù du, hoàng kỳ, địa hoàng, gừng, vỏ quế, rễ cam thảo, đường dặn lỏng, siro đường hoa quả. Mỗi lần là uống từ một gói, một ngày mình uống 1 đến 2 gói nha. Cái công dụng của nó là nó cung cấp vitamin C nè, vitamin K cho cơ thể nè, tốt cho hệ tiêu hóa, đường ruột, giúp não khỏe mạnh, hỗ trợ sức khỏe răng miệng, hỗ trợ đẩy lùi trầm cảm, tăng cường chức năng sinh lý, duy trì sức khỏe tim mạch và giúp mắt sáng hơn cho cô chú chị. Đó. Một cái hộp này á, là nó đang sale là 350 ngàn, và hôm nay nhà mình mua sẽ được tặng một túi kẹo nha. Mọi người mua sẽ được tặng một túi kẹo nha. Mua một tặng một nha cô chú anh chị, nước hồng sâm phúc bồn tử nha. Mọi người mua cái này làm quà tặng quà biếu nó cũng sang mọi người nha, cái màu đỏ này nhìn nó sang nè đó. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại cho shop nha, nước hồng sâm phúc bồn tử. Rồi cái dạng này á thì nó có nước hồng sâm nhung hưu linh chi nữa, cái loại sách này nó cùng hãng nha mọi người nha. Cái này là nước hồng sâm nhung hưu linh chi nha. Hôm nay mọi người mua cũng được tặng một túi kẹo nha. Hôm nay cô chú anh chị ai mua là cứ mua một tặng một nha. Nước hồng sâm nhung hưu linh chi cũng được tặng một gói kẹo và giá là 350 ngàn nha. Một sách vậy nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là nó có sách dạng này, nó có nhiều loại cô chú anh chị. Mọi người chờ để mình sẽ lấy lên nha. Còn loại này là nước hồng sâm đông trùng hạ thảo cho anh chị, nó cái dạng sách này nó giống nhau hết nha nhà mình nha. Đó, một sách là nó 20 túi, một túi 70 ml, mọi người cứ ngon hơn là ngon lạnh. Và hôm nay mọi người mua là với giá là 350 ngàn và được tặng một túi kẹo. Đó, cô chú anh chị ai mua nước hồng sâm đông trùng hạ thảo thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại nhé, nó cùng hãng nha cô chú anh chị, nên là cái mẫu mã nó giống nhau nha. Rồi tiếp theo nữa là nó là nước hồng sâm Việt Quất. Đây, Việt Quất thì nó cái túi nó cũng giống vậy, và bên trong nó sẽ có 2 hộp này ở nhà mình nha. Đây, cái này là nước hồng sâm Việt Quất, thì cái thành phần của nó là Việt Quất là 40%, sâm là 30%, và còn lại là táo đỏ nè, rồi sâm nấm linh quy, sơn thù du,
hoàng kỳ, địa hoàng, gừng, vỏ quế, rễ cam thảo, đường vặn lỏng, siro, đường hoa quả nha. Thì cái này nó sẽ giúp mình, thứ nhất là giúp máu huyết lưu thông nè, ổn định huyết áp, tiểu đường, giảm căng thẳng, áp lực, stress, cải thiện trí nhớ, cải thiện chứng rụng tóc, khô da, giúp da tươi trẻ rạng ngời, tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch, rồi nó phòng ngừa vi khuẩn hay virus gây hại, làm chậm quá trình lão hóa cơ thể và giúp làm đẹp da. Rồi thành phần hồng sâm trong sản phẩm còn giúp phòng ngừa nhiều cái bệnh như là tiểu đường này, tai biến này, xơ vữa động mạch này, ung thư này. Cái sâm là có phòng ngừa ung thư nha cô chú anh chị nha. Phòng ngừa các bệnh về gan, gan viêm gan này, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Rồi những người nào mà có thể trạng mệt mỏi yếu kém thì mình nên dùng. Và cái này mình dùng nó sáng mắt nữa nha cô anh chị, cái việt quất này nó giúp sáng mắt nữa nha, nó tăng cường trí nhớ nữa. Rồi người nào mà muốn ổn định huyết áp nè nha, thì chúng ta cũng nên uống. Chị em muốn đẹp da cũng nên uống, người lớn nam nữ mà có nhu cầu tăng cường sức khỏe mình cũng nên uống nha mọi người nha. Một ngày là mình uống 1 đến 2 gói, mỗi lần thì uống 1 gói thôi nha. Một cái sách của nó giống như cái sách này nha nhà mình nha, một cái sách của nó cũng giống như cái sách này nha. Mọi người mua hôm nay với giá là 350.000 và được tặng một cái túi kẹo sâm nha nhà mình nha, mua 1 tặng 1 nha. Những cái sách này là nó giống nhau hết nha mọi người. Rồi ai mua cái loại nào thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Cái này là gọi là nước hồng sâm phúc bồn tử nha nhà mình. Rồi tiếp theo là giới thiệu với nhà mình cái nước này gọi là nước bổ gan. Cái nước bổ gan này gọi là nước bổ gan hay TW. Thì cái hãng TW là cái hãng nha mọi người. Còn cái thành phần chính của nó là cái trái Hevina nha. Trái Hevina hay còn gọi là cái trái nho khô là cái trái này nha mọi người nè. Thì cái thành phần của nó là 98% là cái trái Hevina, 2% còn lại là cái táo đỏ với lại cái quả sơn trà nha nhà mình nha. Một cái hộp này á, là nó 30 gói, một ngày là mình uống 1-2 gói, và ngon hơn là mình khi uống lạnh. Ai mà đang viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ nè, mình uống để hỗ trợ điều trị. Ai mà đi nhậu về thì mình uống để giải rượu, và là đồng thời nó giải cái độc tố rượu bia. Ai uống thuốc tây lâu ngày thì những cái độc tố nó tích trữ trong gan mình cũng uống để cho nó thải bớt cái độc tố ra. Rồi ai mà nóng trong người, mụn nhọt mình cũng uống cho nó mát gan. Rồi những cái người mà muốn thanh lọc cơ thể đó, thanh lọc giải nhiệt, đài thải các cái chất độc trong cơ thể mình cũng uống ra nha cô chú anh chị. Tức là người bình thường mình cũng lâu lâu mình cũng nên thải độc một lần nha. Rồi cái này nó cũng nhuận tràng nha, nhuận tràng. Rồi nó làm hết mụn nhọt, trứng cá nha, làm đẹp da. Thì chị em phụ nữ mà mình da mà nó mụn nhiều đó thì chị em lâu lâu chị em uống một hộp vào nha, để cho nó thải hết cái độc tố trong người, nó mát mẻ thì nó sẽ hết mụn nhọt nha. Rồi một cái hộp này 550 là sale còn 450 nha, sale còn 450. Mọi người phải yêu thương cái lá gan của mình nha, chứ còn bệnh mà bệnh gan là nó cũng khổ lắm đó mọi người. Viêm gan mà mình không chữa là nó tới xơ gan, mà xơ gan là mà không chữa được là nó chuyển qua ung thư gan, thì cái là ung thư gan là đi luôn rồi đó nha. Ung thư gan là nó đi nhanh lắm, người nào bị gan đi rất là nhanh nha cô chú vậy. Những cái ung thư khác thì còn còn kéo dài được, chứ cái ung thư gan, ung thư phổi rồi nó cũng đi cũng rất là lẹ nha. Rồi ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Rồi đây là giới thiệu cho nhà mình cái nước này á, gọi là nước ép tỏi đen nha. Nước ép tỏi đen, một cái hộp này là nó 30 gói, mỗi một cái gói là của nó là 70 ml. Cái tỏi đen á thì nó có cái khả năng là chống oxy hóa nha mọi người, nó có khả năng chống oxy hóa.
Nó rất tốt cho sức khỏe. Một cái hộp là làm 30 gói thì mình uống ngày 1 đến 2 gói. Những cái người nào mà đang có vấn đề về hô hấp mình cũng nên uống cái nước tỏi đen này nè. Rồi những cái người mà muốn tăng sức đề kháng đó cô chú chị, mình uống cái này để tăng sức đề kháng nha. Rồi tăng cường hệ miễn dịch, rồi nó tốt cho những cái người mà muốn bồi bổ sức khỏe đó thì mình cũng nên uống nha. Rồi một cái hộp này là 650 cho chú chị, hôm nay cũng sale cho mọi người còn 490 một hộp rồi nha. Sale 490 một hộp. Cô chú anh chị ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Nước ép tỏi đen Hàn Quốc nha. Ngon hơn á là mọi người cứ uống lạnh nha. Ngon hơn là cô chú anh chị mình cứ uống lạnh là nó ngon nha. Nó cung cấp cái chất khoáng nè, về axit amin nè, tốt cho những người mà cảm cúm nè hoặc là ống vạch nè. Rồi nó phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư nè, tiểu đường nè, rồi cao huyết áp nè, dạ dày nè, đại tràng là uống nó tốt nha. Rồi nó sẽ giúp mình có cái làn da khỏe mạnh, làn da đẹp nha mọi người. Rồi nó cung cấp cái tỏi á, là nó có cái chất kháng sinh đó. Đó, thì nó cũng kháng viêm nha. Rồi nó tăng cường cái chức năng của gan, giải độc và cải thiện cái hệ thống miễn dịch. Rồi giúp an thần nè, giảm stress nè, phục hồi sức khỏe nè. Nha cô chú anh chị, nó rất là nhiều công dụng đó. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Rồi còn cái hộp này á, là nước hồng sâm lựu collagen. Nước hồng sâm lựu một cái hộp này là 30 gói, mỗi gói là 50 ml nha. Cái sâm á, thì nó giúp tăng cường sức khỏe nè, tăng hệ miễn dịch nè, nó giúp máu huyết lưu thông nè, nó giúp tạo tế bào hồng cầu nè. Rồi nó cũng hỗ trợ điều trị các vấn đề làm tiểu đường nha. Rồi huyết áp thì nó cũng ổn định huyết áp cho nhà mình nha. Ngoài ra thì cái collagen thì nó lại giúp chị em là cải thiện cái độ đàn hồi cho da nè, làm da nó săn chắc mịn màng hơn nè, giảm quá trình lão hóa nha. Rồi tăng cường cái hệ thống miễn dịch, rồi cải thiện cái sức khỏe xương khớp, tại vì trong cái lựu nè nó nhiều cái vitamin và khoáng chất nha, nó giúp tăng mật độ xương. Do đó là mọi người nam nữ gì uống đều tốt hết, người già người trẻ gì uống cũng tốt hết nha cô chú anh chị. Ngày uống 1 đến 2 gói, mỗi lần là 1 gói thôi nha. Mọi người có thể là pha loãng đó mọi người uống, tại vì cái này nó cũng hơi đậm đặc nha nhà mình nha, cái này là nó hơi đậm đặc đó, do đó là mọi người có thể pha loãng ra một chút để mình uống. Rồi một cái hộp này là 650 và hôm nay sale cho nhà mình là còn 490 một hộp nha cô chú anh chị nha. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Nước hồng sâm collagen lựu nha nhà mình. Cái thằng lựu á, trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc thì cái lựu á là được đưa vào trong sản phẩm rất là nhiều nhà mình, tại vì nó là siêu thực phẩm, nó có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa, do đó người ta luôn luôn là đưa cái lựu vào trong cái sản phẩm của họ nha mọi người. Sản phẩm làm đẹp á, đây mình cũng có cái thành phần này, cũng có lựu nè mọi người. Đó, cô chú thấy rồi, cái trái lựu này nha. Đó. Cái này á. Này gọi là thạch lựu collagen nha mình nha. Cái này nè, gọi là thạch lựu collagen. Nó chỉ có collagen với lựu thôi, còn cái hồi nãy là nó có thêm sâm. Mà cái này là dạng thạch á, giống như là rau câu của con nít vậy đó. Ăn nó rất là thơm, rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, giòn giòn. Ăn là ghiền nha nhà mình nha. Cái này nè, tôi ăn là tôi ghiền rồi đó. Một cái hộp là 30 tép, chị em là ăn một ngày một tép thôi là đủ rồi. Cái này vừa làm đẹp da này, vừa hỗ trợ giảm mỡ này, vừa hỗ trợ là xương khớp nè, vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa làm đẹp nữa cô chú anh chị. Một cái sản phẩm này là ăn vặt cao cấp cho chị em đó. À, thay vì mọi người là uống collagen thì mọi người hôm nay là chuyển qua ăn nha. Cái gì mà ăn thì nó dễ hơn là uống nha mọi người nha. Ăn là nó dễ hơn uống đó.
Tôi là tôi cũng ghiền ăn lắm cô chú anh chị. Và hiện nay thì nó có thêm cái loại nữa là thật nhưng mà có sâm luôn nữa cô chú anh chị nha. Bữa nay nó có thêm cái loại có sâm luôn nữa đó. Sắp tới này tôi sẽ cho về cái sản phẩm đó nha. Để cho giới thiệu cho chị em mình dùng. Nó vừa có thạch, vừa thạch mà vừa có lụa, vừa có sâm, vừa có collagen luôn, ba trong một luôn. Còn cái này thì cả làm lụa với lại collagen thôi nha. Nó bổ sung vitamin này, rồi chất chống oxy hóa này, giúp da mình sáng khỏe nè. À, giảm sự hình thành sắc tố melanin, à, giúp da mình đều màu, rạng rỡ. Rồi nó kích thích sản sinh duy trì collagen, rồi elatin giúp da săn chắc đàn hồi. Chị em nào da không săn chắc không đàn hồi đó chị em cũng nên ăn. Rồi nó ngăn ngừa lão hóa, tái tạo da, nuôi dưỡng da khỏe trẻ, phục hồi tế bào tổn thương, sẹo thâm nha. Sẹo thâm nó giúp phục hồi đó. Giúp ổn định huyết áp, đường huyết, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước gốc tự do. Rồi nó bổ sung sắt cho máu, hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm chứng đầy bụng. Trong cái lụa của chúng chị nó có nhiều sắt nha. Ngoài ra lụa nó còn tốt cho sinh lý nam nữ. Ăn thạch lụa thì thường xuyên thì da sẽ đẹp và đồng thời hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giảm mỡ. Rồi nó hỗ trợ tốt cho xương khớp. Vì trong cái lụa này nó làm tăng mật độ xương, nó tốt cho xương khớp luôn nha. Rồi một ngày mà ăn một 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 tép thôi nha mình nha. Một cái hộp là 600 ngàn, sale còn 490 nha. Chị em ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Thạch lụa collagen của Hàn Quốc. Hôm nay là ưu tiên là lên hàng Hàn thôi nha mọi người nè. À, còn cái này là bột ngũ cốc nha. Bột ngũ cốc là 5 loại hạt. Ốc chó nè. À, hạnh nhân nè. Đậu phộng nè. Hạt bí nè. Và cái này là yến mạch. 5 cái loại hạt này người ta rang rồi. Người ta xay ra, người ta bỏ trong cái tép này cho mà. Tép này nha mình, mọi người pha nóng mà uống rất là ngon nha. Nếu mà ai ăn xế thì dùng một tép, mà ai thay thế bữa ăn chính thì mình có thể dùng hai tép. Chị em ăn kiêng ăn chay, chị em phụ nữ mang thai cho con bú gì uống thì tốt hết nha, ngon bổ rẻ hợp vệ sinh, nó thơm thơm nha nhà mình. Thơm thơm béo béo bùi bùi đó. Một cái hộp này là 350, sale còn 290 nha. À, ai mà không có thời gian ăn sáng đó, mọi người mua cái này mọi người chữ đặt có là pha ra uống liền. À, mình để tránh cái trường hợp là mình bị tụt đường nè, tránh trường hợp là mình bị đau bao tử nha, để mình có cái mình trám bao tử liền. Chứ còn nhiều người cứ cố cố là không ăn đó, thì sẽ dễ dẫn đến lâu bao tử nha các chú anh chị. Ví dụ như các anh em YouTube đó, của chú anh chị mà đi quay quay cái thầy Minh Tuệ đó mà nó không có chữ đồ ăn đó, mọi người thấy là nó toàn quá giờ không, quá giờ không có được ăn. Tôi nghe anh em nó chia sẻ là bỏ luôn buổi trưa, buổi trưa là phải quay rồi đó, quay nguyên buổi trưa rồi, rồi đồ ăn mà vô trong rừng đâu ai bán. Bà con thì ta vô ta có thầy thì thầy ăn sáng rồi, trưa thầy đâu có ăn đó, người ta có đem vô, người ta đem nước thôi, nước thì có thể xin được. Chứ còn mà đồ ăn là đâu có đâu mà ăn, cô chú chị là tụi nó nhịn đó. Nhịn như vậy thì nó rất hại cho bao tử nha. Hoặc là những người đi làm á, làm quá giờ là không kịp ăn á, là cứ cố 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 thôi là nó đau bao tử, rất là hại cho sức khỏe nha. Rồi một cái hộp này là 290.000 nha mình nha. Bỏ trong trong cái túi xách á, đi đâu đem theo pha uống. À, nếu mà pha nóng pha lạnh gì đều được hết nha. Nó có ưu điểm là nó nhẹ mọi người, đem theo nó nhẹ. Nó nặng quá thì người ta đem theo nó mệt, nhưng mà riêng cái này á, ăn chay đi như vậy đó là đem theo. Ăn uống nó rất là tiện. Pha nước lọc cũng được, không cần phải nước nóng. Uống nước nóng thì nó ngon nha. Tôi thì tôi thích uống nóng. Nay ưu tiên là lên đồ Hàn Quốc trước nha cô chú anh chị. Rồi cái này là táo đỏ Hàn Quốc nha cô chú vị nha. Táo đỏ Hàn Quốc thì nó có rất là nhiều loại. Rồi nó có táo đỏ Trung Quốc Tân Cương nữa nha. Riêng bên mình á, thì mình chỉ bán đồ Hàn Quốc, mình không có bán đồ Trung Quốc nha. Một hộp nó là một túi là 1 ký, nó có cái túi xách bên ngoài nữa.
thì mọi người mua thì mình khi mua mình sẽ giao cái túi xách cho mọi người xách theo, đi làm quà tặng quà biếu gì, cái này mình bán cho người ta làm quà tặng quà biếu nhiều lắm nha quý vị. À, một cái hộp này là 200.000, nhưng mà hôm nay ai xem được cái like này thì bán cho mọi người là 150.000 nha. Hôm nay ai xem được cái like này mọi người sẽ mua được 150.000, còn bình thường á là mình bán là 170.000 nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị có thể mua kèm với lại kỷ tử nha. Kỷ tử thì mọi người sẽ có kỷ tử đỏ và kỷ tử tím nha. Cái hộp này là kỷ tử tím nè, 250.000 một hộp, sale còn 230.000 nha. Còn cái kỷ tử đỏ nè là một hộp này sale còn 220.000 nha cô chú anh chị. Cho đó mọi người hôm nay mua combo táo đỏ kỷ tử nè, mọi người chỉ phải trả có là 370.000 thôi nha, chứ lúc trước nó là 420.000 cô chú anh chị, là mọi người đã giảm 50.000 rồi nha. Combo táo đỏ kỷ tử, kỷ tử đỏ với táo đỏ là 370.000, còn kỷ tử tím với táo đỏ là 380.000 nha cô chú anh chị nha. Mọi người ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại. À, cái công dụng á mà của thằng táo đỏ nó cũng rất là ok, mà cái thằng kỷ tử nó là cũng rất là ok. Thì thường thường người ta sẽ mua cái loại này làm người ta về người ta làm nước người ta uống chung, mà người ta làm nước kỷ tử táo đỏ. Nếu ai chưa biết thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái công dụng của kỷ tử táo đỏ nha cô chú chị nha. Nó nhiều cái công dụng lắm đây nè. Nhất là nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, vì trong táo đỏ chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh. Do đó cái này bán rất là chạy nha. Rồi giảm cân, à nó giúp giảm cân nha. Chị em mà uống là nó giúp giảm cân. Táo đỏ hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn và giúp giảm cân hiệu quả. Rồi nó tốt cho tim mạch, vì táo đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là cao huyết áp và đột quỵ. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, vì là táo đỏ chứa các hợp chất được đánh giá như là có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Rồi giảm nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa, vì táo đỏ có nhiều chất xơ nha. Giảm cái ung táo bón và ung thư đại tràng. Rồi tốt cho mắt, vì trong táo đỏ có nhiều vitamin A và bảo vệ cái con mắt của mình. Rồi giúp giảm chết, vì táo đỏ có hàm lượng magie cao. À mọi người nhớ cho giùm mình là cái magie là sẽ giúp giảm chết nha cô chú anh chị nha. Cái hàm lượng magie cao sẽ giúp giảm chết và chết. Như vậy đó là cái công dụng của táo đỏ nha. Còn bây giờ cái công dụng mà của táo đỏ kỷ tử nữa, thì khi nếu mà nó khi mà nó kết hợp với nhau á thì nó bồi bổ khí huyết nè, nhuận phế nè, loại bỏ hư lao, nhuận tràng, an thần, tư thận, bổ gân cốt và nhiều tác dụng khác nữa nha mọi người nha. Thì thông thường mà người dân Việt Nam mà hay dùng đó là làm trà táo đỏ kỷ tử, nó rất là đơn giản thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị rửa đi khoảng là 4-5 trái táo, 5-6 trái gì đó nha. Xong rồi khoảng 30 hạt kỷ tử mọi người rửa sạch đi hai cái đó. Táo thì sắc mỏng ra và chế nước sôi cho mọi người ủ. Ủ chừng 15-20 phút gì đó là mọi người lấy ra là uống được thôi. Nó có cái mùi thơm của táo, ngọt ngọt của táo, không cần phải bỏ thêm gì nữa nha mọi người nha. Còn cái thời điểm mà uống thì mọi người cứ uống trong ngày là được. Nói chung là mọi người cứ uống trong ngày là được nha. Rồi ai mua thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại, mình nhắc lại cái giá là combo táo đỏ kỷ tử là 370. Hôm nay sale là 370. Còn kỷ tử tím táo đỏ là 380 nha anh chị. Giá hôm nay đã giảm được 50.000 một combo này nha nhà mình nha. Rồi ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Rồi kế đến là giới thiệu nhà mình cái này gọi là cao
hồng sâm 365 nha. 6 này là 6 năm tuổi nha nhà mình nha. Cao hồng sâm 365 là sâm 6 năm tuổi. Ngoài ra trong này nó cũng có thành phần táo đỏ và thêm một số vị thảo dược quý nữa, giúp cho mình tăng cường sức khỏe nè, tăng sức đề kháng nè, nó giúp máu huyết lưu thông này, giúp tạo hồng cầu nè, ổn định huyết áp, ổn định đường huyết. Đó. Những người già lớn tuổi thì mình uống vô mình khỏe, mình sẽ ăn ngon ngủ ngon, da dẻ hồng hào. Đó. Còn người lao động nặng thể thao nhiều thì mình cũng uống vô để mình mau phục hồi sức khỏe. Nói chung là người lớn làm ai uống cũng được, nhưng chị trẻ em thì chắc là có cái loại riêng của trẻ em nhé. Ai muốn mua cho trẻ em thì mình sẽ bán cái loại sâm dành riêng cho em, cái hàm lượng nó khác. Còn cái này thì dành cho người lớn nữa chú anh chị. Còn không, nếu mà trẻ em thì pha cái liều lượng nó ít hơn người lớn. Một hộp này là 4 lọ nha. Cái lọ của nó, to bên lớn này cô chú anh chị. Để mình khui ra nha. Đây cái lọ nó vậy nè nhà mình. Biết còn lọ nữa đâu à, nó lạc đâu à. Đây nè. Một hộp là nó 4 lọ nè, có hộp 2 lọ nha. Cái hộp 4 lọ là 1 triệu 2 nha. Bữa nay sale còn 999. Ai mua lẻ một lọ thì 300. Mua cái hộp mà 2 lọ thì là 550 nha cô chú chị nha. Hộp 2 lọ đang sale là 550, còn hộp 4 lọ sale là 999. Còn mua lẻ một lọ là 300 nha. Một ngày là mọi người múc 2 muỗng, một lần múc 2 muỗng. À, trong này nó có cái muỗng nha nhà mình múc 2 muỗng pha khoảng 50 ml nước là cô chú anh chị uống thôi. Rồi uống cho mình là ngày 2 lần nha. Rồi ai mua cao hồng sâm 365 thì mọi người cứ cho shop xin địa chỉ, số điện thoại làm quà tặng, quà biếu gì nó cũng xa. Nó sẽ có một cái túi cho mọi người đựng, mọi người xách nữa nha. Còn cái hộp này là nó cao hắc sâm nha nhà mình nha. Cao hắc sâm, sâm là cái củ sâm màu đen nên nó gọi là hắc sâm. Một hộp này nó cũng là 4 lọ, mỗi lọ là 240 g. Đây cái lọ của nó đây nhà mình nè. Đây. Đây cái lọ của nó đây nha. Đây. Một lần là mình sử dụng 2 muỗng, ngày sử dụng 2 lần. Mọi người sâm thì nhà mình uống ban ngày, không uống ban đêm. Uống nó mất ngủ nha cô chú anh chị. Cái hắc sâm thì nó quý hơn cái hồng sâm, vì cái hàm lượng saponin nó cao hơn thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Hồng sâm thì người ta hấp sấy 3 lần, nhưng mà hắc sâm là hấp sấy tới 9 lần lận. Do đó cái 9 lần thì cái lượng hàm lượng saponin nó cao thì nó giúp cho cơ thể chúng ta nó tốt hơn. Thì nó rất là nhiều cái công dụng nha cô chú anh chị. Để mình lấy ra mình giới thiệu chi tiết cho nhà mình cái công dụng của cao hắc sâm nha. Công dụng cao hắc sâm. Đây, cái công dụng thứ nhất nè là nó có khả năng là chống viêm gan nha cô chú anh chị. Nó là giải độc gan, phục hồi này cho nó to lên cho nó rõ cô chú anh chị. Thứ nhất là nó sẽ có khả năng là giải giải rượu nè, chống viêm gan nha, giải độc gan, phục hồi tổn thương gan. Đó là ai đang có vấn đề về gan thì mình mua cao hắc sâm mình uống nha. Kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ các tế bào gan. Chống tiểu đường, xơ cứng gan, đẩy mạnh khả năng hấp thụ của tế bào gan. Cái thành phần ERE là bảo vệ gan và làm tăng tốc độ làm việc các tế bào tủy. Thành phần ERD là hoạt động của vỏ tuyến thượng thận được đẩy nhanh. Thành phần ERC là tăng hiệu quả tổng hợp protein giúp giảm từng cơn đau. Thành phần ERF là các chức năng làm dịu cơn đau trong tế bào não. Thành phần ERG1 là giúp tập trung chống mệt mỏi. Thành phần ERG2 là hạn chế sự gắn kết tiểu cầu máu, phục hồi trí nhớ. Thành phần ERG3 là hạn chế quá trình chuyển giao của ung thư, có chức năng bảo vệ gan. Thành phần ERH1 là bảo vệ gan, chống khối u và hạn chế
gắn kết tiểu cầu trong máu thành phần RH2 là kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư và hạn chế sự phát triển của tế bào khối u. Đó là các thành phần có trong cái hắc xâm nha cô chú vậy nha, những cái thành có trong hắc xâm mọi người thì đó là nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 thành phần nha, để chăm sóc sức khỏe cho mình. Cái đó cô chú anh chị là có thể mua cái cao hắc xâm này về mình uống. Hắc xâm thì nó cái giá trị nó dinh dưỡng nó cao hơn, do đó là cái giá trị của nó cũng mắc hơn cái cao hồng xâm. Một hộp 4 lọ này 2,8 triệu, sale còn 2,2 triệu. Hôm nay nhà mình mua sẽ được tặng một túi kẹo nha. Mọi người sẽ được tặng một túi kẹo và được miễn ship nha cô chú anh chị nha. Được tặng một túi kẹo và miễn ship. Một cái hộp này là nó khoảng 2,7 kg. Túi kẹo này là 500 g, nữa là cái đơn hàng này nó sẽ nặng trên 3 kg nha mọi người nha. Trên 3 kg. Đó. Rồi cái thùng đóng vô này cô chú anh chị phải có một cái thùng đóng bên ngoài nữa thì nó tầm là 3,5 kg á. Sau khi mà đóng xong á là cái thùng hàng nó khoảng 3,5 kg. Cái đó cái tiền ship nó cũng cao chứ cũng không rẻ rúng gì. Nhưng mà shop đã hỗ trợ cho nhà mình là miễn ship và được tặng một túi kẹo xâm. À, còn cô chú anh chị trả chọn gói là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu. Ai mua cao hắc xâm thì mọi người cứ 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 comment địa chỉ số điện thoại nha mọi người nha. Thì mọi người hồi nãy là giới thiệu cho nhà mình các cái thành phần mà có trong cao hắc xâm rồi đó. Nó rất tốt cho cơ thể. Do đó là cô chú anh chị nào mà mua cao hắc xâm thì cô chú anh chị cứ comment địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Còn đây là giới thiệu nhà mình cái này là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc nha nhà mình. Nè. Hay còn gọi là bổ não Samsung. Theo siutsisamnamsanquoc.com. Kiện não hoàn gam zip. Mọi người một mở lên cái là nó đọc loạn lên trên. Đây. Cái này gọi là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc hay còn gọi là bổ não Hàn Quốc. Một cái hộp này là nó 60 viên nha nhà mình nha. Một cái hộp là 60 viên. Một ngày mọi người chỉ dùng một viên thôi. Làm một cái hộp này dùng được 2 tháng nha. Cái công dụng của nó là hoạt huyết dưỡng não, điều hòa huyết áp, phòng chống các bệnh về cao huyết áp và tai biến mạch máu não. Hỗ trợ cải thiện tốt tình trạng rối loạn tiền đình, thiếu máu lên não. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện tình trạng thiếu máu lên não, đau đầu thường xuyên nha. Rồi cái đối tượng mà sử dụng, thứ nhất là những người mà làm việc căng thẳng nè, là mình nên dùng để nó làm dịu cái bộ não của mình xuống. Cái thứ hai là người có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, người có biểu hiện đau đứt, đau nhức đầu theo cơn. Của chú anh chị đau thức thầu theo cơn là mọi người nếu mọi người không uống á là nó cái nguy cơ đột quỵ nó rất là cao nha cô chú chị nha. Rồi người có các vấn đề về tim mạch huyết áp, mọi người nhớ là cách đây gần đây có cái anh là Đức Tiến đó, người mẫu Đức Tiến đó, thì anh này là anh hay nhức đầu, có một cái clip anh nói là anh hay nhức đầu cô chú chị, nhưng mà anh lại không có uống bổ não, thì đến khi anh bị đột quỵ, anh bị đột quỵ là cái cơ thể anh rất là nặng, anh này hơi cao mà mập. Thì cái cơ thể rất là nặng, khi anh đang đứng thì anh bị đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim thì anh đổ ập xuống xuống sàn nhà, thì cái khối lượng cái cơ thể đó nó nặng, nó lại làm cho té nó lại càng mạnh thêm, thì nó dẫn tới là không cứu cửa chữa kịp nha mình nha. Do đó ai mà đang có cái vấn đề mà đau đầu theo cơn á là mọi người phải lưu ý là phải uống bổ não nha để mình ngừa cái đột quỵ á. Rồi người có vấn đề mà về tim mạch huyết áp là mọi người cũng nên uống nha. Rồi người gặp các cái biến cố trong cuộc sống mọi người cũng nên uống. Rồi những cái người mà đang bị tai biến mình uống để hỗ trợ điều trị. Rồi những người mà khi bị tai biến người ta cái giọng nói người ta bị ngọng á nha mọi người, là người ta cũng uống cái loại này để nó phục hồi lại cái giọng nói nha. Cái này là vừa hỗ trợ điều trị tai biến vừa phòng tai biến đột quỵ nha cô chú chị. Một hộp là 1,2 triệu, sale còn 950 ngàn. À,
một hộp 60 viên mình uống 2 tháng có thể bán từ nửa hộp, có cái hộp nửa hộp này là mình đã bán cho người ta rồi này nha, còn cái nửa hộp này là mình đang dùng này cô chú anh chị. Một ngày á, là mọi người dùng một viên thôi nha, ăn sáng xong là mọi người có thể dùng được, cái này mình nhai xong rồi mình uống nước nha. Cô chú anh chị nào ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. 950 một hộp như thế này, sale còn 950 nha. Còn đây là giới thiệu cho nhà mình cái hộp này là cái hộp nước bổ gan nha nhà mình nha. Nó sẽ có 6 cái hộp nhỏ này. Một cái túi, một cái trong này là một cái hộp nhỏ này là 5 gói. Mỗi gói là nó 70 ml nha. Mỗi gói nó 70 ml đây nhà mình nè. Đây, cái gói nó vậy nha. Nó vừa bổ gan mà nó vừa nâng cao sức khỏe. Tại vì trong này là nó giúp mình là đầu tiên là phải nói tới là vấn đề gan. Nó thải độc tố trong gan, rồi nó tăng cường chức năng gan, rồi nó có thêm đông trùng hạ thảo nữa thì nó giúp cho mình là tăng cường sức khỏe của chú anh chị. Cái đông trùng hạ thảo thì nó cũng giúp ổn định huyết áp nha. Một cái hộp nó là 30 gói. Ngon hơn là mọi người cứ uống lạnh nha, mọi người cứ lắc lắc lên mà uống lạnh là nó ngon hơn. Cái thành phần chính là cái cây nho khô phương đông nè, rồi đông trùng hạ thảo nè, táo đỏ nè, đường hoa quả nè, và một số cái thảo dược quý khác nữa. Nó giúp mình là tăng cường chức năng gan, rồi thải các độc tố có trong gan, giúp cho mình có một cái lá gan khỏe mạnh. Rồi cái bổ sung thêm đông trùng hạ thảo thì nó giúp bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt giải độc, loại trừ các cái độc tố có trong máu, chống ngộ độc, giảm nhức đầu buồn nôn ở nóng khi uống nhiều rượu bia, rồi tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa một số bệnh về gan, nhuận tràng, hết mụn nhọt, trứng cá, làm đẹp da. Phụ nữ có chị em nào mà đang bị mụn trứng cá đó, nóng trong người đó, hoặc là mình làm da mình nó không được đẹp đó, mọi người nên mua một cái hộp này mà uống nha. Rồi những người dùng thuốc tây thời gian dài thì mình cũng uống để thải các cái độc chất mà dư thừa trong gan. Rồi một cái hộp này là 30 gói, mọi người cứ uống ngày 1 đến 2 gói nha. 9 đến 13 tuổi thì uống nửa gói nha. Còn 5 đến 9 tuổi thì uống nửa gói mà chia làm 3 lần. Còn 9 đến 13 tuổi thì nửa gói nha cô chú anh chị. Còn người lớn thì uống 1 đến 2 gói. Người là cái mua này về là cả nhà cùng uống nha cô chú anh chị nha. 550 một hộp, nay sale còn 420 nha nhà mình nha. 550 một hộp, sale còn 420 một hộp. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Nó có cái túi bên ngoài cho mình xách nữa nha nhà mình nha. Còn ai mua lẻ một hộp này là một hộp nhỏ này thì là 80.000 nha. Mua lẻ một hộp nhỏ thì 80.000, còn mua nguyên hộp lớn là 420. Đó. Cô chú anh chị ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho nhà mình cái hộp này nè. Cái hộp này là tinh chất sâm núi. Một hộp này nó 30 ống này nha mình nha. Cái sâm núi thì cái mọi người thấy cái củ nó nhỏ xíu vậy nè. Lấy từ trên núi là nó tự nhiên. Nó mọc tự nhiên chứ không ai trồng hết cô chú chị. Và nó cái thời gian mà để mà ra được cái củ này nó cũng rất là lâu. Nó lâu hơn cái sâm trồng. Thì người ta đã làm tinh chất rồi mà người ta đóng một cái ống như này, một ống 20 ml, cho mình là một ngày mình sử dụng một ống, một hộp 30 ống nha. Một cái hộp này 1,5 triệu, sale còn 1,35 triệu nha. Sale còn 1,35 triệu, hôm nay ai mua được tặng một túi kẹo nha mọi người nha. Tinh chất hồng sâm núi nha. Đây mọi người xem cái hộp đây nha. Đó. Cô chú anh chị ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Sâm núi thì nó quý hơn cái sâm trồng nha cô chú anh chị nha. Cái gì mà thiên nhiên tự tạo bao giờ nó cũng tốt hơn nha. Rồi ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Kẹo sâm thì hôm nay mình có 3 loại kẹo sâm nha cô chú anh chị. Kẹo sâm không đường, kẹo hắc sâm, kẹo hồng sâm 200 g, kẹo hồng sâm dẻo
nha. Cái loại không đường là 100.000 một túi, mọi người mua 5 túi là đường miễn ship nha. Kẹo hắc xâm là 80.000 một túi. Còn kẹo xâm dẻo là 50.000 một túi. Còn kẹo xâm họ 200 gram á thì là 40.000 một túi nha nhà mình nha. À, mọi người muốn mua loại nào mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Cái túi này là một túi 200 gram nè, kẹo hồng sâm. Cái túi này 200 gram là 40.000. Còn cái này là kẹo xâm dẻo này nhà mình nha. Xâm dẻo thì cái viên kẹo nó dài hơn nè mọi người. Thì cái này là 50.000 một túi nha. Còn kẹo hắc xâm nó là 80.000. Hồi sáng này mới lấy ra. Đâu rồi? Đây nha nhà mình nha, đây lấy ra đầy đủ cho nhà mình đây nè. Kẹo này là kẹo hắc xâm 300 gram là 80.000 một túi nha. Kẹo xâm gừng nó cũng 80.000 nha mọi người nha. Rồi cái kẹo này là kẹo xâm không đường, cái màu đỏ nha, cái túi màu đỏ, viền màu đỏ, cái này 100.000 túi, mua 3-5 túi là miễn ship nha. Còn cái này cũng là kẹo xâm không đường nửa ký. Cái túi nó viền trắng này cũng 100.000 túi, mua 5 túi miễn ship. Còn cái kẹo này là kẹo xâm dẻo là 50.000 một túi. À, kẹo này là kẹo, một cái kẹo nữa là kẹo xâm không đường 200 gram là 40.000 một túi. Còn cái bịch này là trà hoa xâm một túi nửa ký, này là ba sale còn 390 một túi, 490 sale còn 390 một túi. Cái loại này là trà linh chi, trà linh chi một hộp 100 gói, cái nấm linh chi nè mọi người, hộp 100 gói này sale là 350 một gói, là một hộp sale là còn 270 nha. Cái hộp này sale còn 270. Còn cái hộp này là an cung tổ kén trang đông, một hộp là 10 viên. 10 viên là một, mua lẻ một viên thì là 300.000, còn một nguyên hộp là 2 triệu 8 nha mình nha. Nguyên hộp là 2 triệu 8. Đó, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Cái bên trong nó như vậy em mọi người nè. Đây, bên trong nó có cái lọ này nha. Bên trong nó có cái lọ này. Trong cái lọ này nó sẽ có cái viên đây. À, một tháng là mình chỉ nhai một viên này thôi là mình phòng ngừa được đột quỵ nha. Một tháng nhai một viên, mua lẻ một viên là 300.000, còn ai mua nguyên hộp là 2.8 triệu nha mọi người nha. Đó, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Một tháng là dùng một viên thôi, không cần dùng nhiều. Đó, đây là của hãng Trang Đông Hàn Quốc nha mọi người. Trang Đông Hàn Quốc. Còn đây là cái hộp bổ mắt Hàn Quốc nha. Một hộp là 120 viên. Cái này dành cho cái người là trên 40 tuổi mới dùng. Những người đang có vấn đề về thị lực nè, giảm thị lực nè, những người đang có bệnh lý về mắt. À, những người sau khi mà mình mổ mắt á, mình cũng cần uống nha. Rồi 120 viên, ngày uống 2 viên. Một hộp là 450.000, hôm nay sale cho nhà mình là còn 390.000 nha. Sale còn 390.000, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha mình nha. Bổ mắt Hàn Quốc nha. 40 tuổi, trên 40 tuổi mới bắt đầu dùng loại này nha.
Đây, còn đây là giới thiệu nhà mình cái loại này là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng can qua. Can qua là cái tên hãng nhà mình nha, được Samsung tài trợ nè. Một cái hộp bằng gỗ thì có gì, một cái hộp này không là 4,5 kg nha. Đây, một cái hộp nó sẽ có là 60 gói nhà mình, 60 gói này nha. Đây, một hộp là 60 gói, một gói là 25 ml. Khi mình dùng á thì mình cứ lắc lắc lên vậy là mình dùng thôi. Nếu mà ai đang bệnh thì dùng ngày 2 gói, còn ai mà uống để phòng bệnh thì mình uống ngày 1 gói. Cái đông trùng hạ thảo thì nó cũng rất là nhiều cái công dụng. Thứ nhất là nó tăng sức đề kháng nè, tăng cường hệ miễn dịch nè, đó, giúp máu huyết lưu thông, mình phòng ngừa được đột quỵ, ổn định huyết áp nha, rồi ổn định đường huyết. Ai đang có vấn đề về hô hấp như là hen phế quản hay là viêm phế quản đó mọi người, viêm phổi rồi đó, là mình uống đông trùng hạ thảo là rất tốt nha. Rồi cái đông trùng hạ thảo này thì nó cũng giúp cho mình nữa là tăng cường sinh lý. À, quý ông thì thường thường họ hay mua họ uống để tăng cường sinh lý. Còn những cái người già đó, người lớn tuổi đó, mà bồi bổ sức khỏe, những người sau khi mà ốm dậy đó, sau khi phẫu thuật đó, mình uống thì nó phục hồi sức khỏe nhanh nha cô chú anh chị. Rồi cái này nó sẽ bổ thận, bổ thận, rồi nó chống hiện tượng thiếu máu ở cơ tim, giúp máu huyết lưu thông, tăng cường cái tuyến miễn dịch, tăng cường dịch tiết trong khí quản và giảm trừ đờm, làm chậm quá trình lão hóa cơ thể, chậm chậm thời kỳ tiền mãn kinh, giúp kéo dài cái tuổi thanh xuân của chị em phụ nữ. Rồi nó bồi bổ cơ thể cho người bị suy kiệt, đặc biệt tốt cho bệnh nhân sau khi ghép tạng, sau phẫu thuật, hoặc là những người hay dị ứng do thời tiết. Rồi hỗ trợ việc tăng cường điều tiết nồng độ đường trong máu, giảm mỡ máu và chống xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều tiết hormone làm đẹp da, hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng. Đặc biệt tốt đối với người thận mãn tính nè, suy thận nè, hen phế quản nè, suyễn nè, và rất tốt cho người bị tiểu đường và muốn cải thiện sức khỏe. Giúp bảo vệ gan và hỗ trợ điều trị viêm gan cấp tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Tốt cho người có bệnh dạ dày, đường ruột. Hỗ trợ ức chế vi sinh vật có hại. Hỗ trợ tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ nha. Đó, một cái hộp này là 1,6 triệu. Hôm nay trên cái like này là sale còn 1,2 triệu. Và tặng cho nhà mình một túi kẹo nha. Tặng cho nhà mình một túi kẹo và mọi người được miễn ship nha. Đây, túi kẹo này nha nhà mình. Đây, 1,2 triệu được tặng một túi kẹo và được miễn ship nha cô chú anh chị nha. Rồi mua một tặng một nha. Cô chú anh chị ai mua đông trùng hạ thảo thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Cái đông trùng hạ thảo thì mình có nhiều loại cô chú anh chị. Đây, cái loại này cũng là đông trùng hạ thảo này nhà mình nè. Cái hộp này là nó 10 chai. Mỗi chai của nó là 100 ml. Một chai là mình đổ ra được một ly này nha mình nha. Mình có cái người khách đó, người già đó, mà con cho uống là ngày 2 chai, mà 3 tháng từ một người nằm chèm ẹp một chỗ là có thể tự ngồi dậy, tự đi tới đi lui, ăn uống khỏe mạnh nha cô chú chị. Cái loại này thì cái hàm lượng đông trùng hạ thảo nó không cao bằng cái loại hồi nãy, nhưng mà cái thằng này á, thì nó có thêm nhiều cái thảo dược quý trong này nên là nó cũng phục hồi sức khỏe rất là tốt. Mọi người mua về để trong ngăn mát tủ lạnh uống nha, ngày uống cho mình 1-2 chai. Đông trùng hạ thảo thì mình uống lúc đói, còn sâm thì mình uống lúc no nha. Đây, một hộp nó 10 chai như thế này. Cái này cứ bỏ ngăn mát tủ lạnh xong lấy ra là lắc uống thôi. Một hộp 10 chai bán lẻ là 10.000 chai. Một hộp 100, một thùng 100 chai thì 800.000 nha các chú chị. Còn mua lẻ một hộp, hai hộp thì là 100.000. Mua từ 5 hộp trở lên thì 90.000 một hộp. Còn cái chai này là nước hồng sâm, giá nó cũng bằng đông trùng hạ thảo nha. Mọi người cứ mua về để ngủ mạnh, lấy ra lắc lắc như uống ra trời nắng nè. Mình uống nó mau sực phục hồi sức khỏe của chị anh chị. Mấy người mà đi 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 đang đi đi học tập đó, mấy sư đang đi học tập mà có cái này uống vô là đi bộ phà luôn nha. Uống vô là nó giúp bình phục nhanh đó chú anh chị. Sư toàn uống nước suối không à, nước suối nó chỉ là đã bù nước thôi, chứ còn nếu mà muốn khỏe đó là đem mấy cái chai này theo nè, uống rất là tốt nha cô chú anh chị.
Rồi còn một cái loại này nữa, cái này cũng là nước hồng sâm nè, nhưng mà trong này nó có cái củ này nhà mình nè, một hộp 10 chai, thùng là 6 hộp nha. Một cái chai này là 49 ngàn. Hôm nay ai mua nguyên hộp thì sale là còn 390 một hộp 10 chai, còn một thùng nó 6 hộp nha nhà mình nha. Ai mua nguyên thùng thì là 6 hộp đó. Mọi người ai mua nguyên thùng thì sẽ bán giá thùng nha cô chú chị nha. Ai mua nguyên thùng thì sẽ bán giá thùng. Mọi người nói mua nguyên thùng để mình sẽ tính giá thùng cho mọi người nha. Đó là đông trùng hạ thảo dạng nước. Rồi nó có đông trùng hạ thảo dạng viên. Đông trùng hạ thảo dạng viên là cái dạng này nè cô chú chị nè. Cái này là cái hàm lượng nó rất là cao nha, một hộp nó 10 viên, một viên là 3,75 gram, một hộp của nó là 300 ngàn, nhưng mà riêng trên live của chú chị mua sẽ được sale là giá là 300, xin lỗi 250 ngàn nha. Hôm nay ai mua thì được sale là 250 ngàn một hộp nha cô chú chị. Mọi người ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Đó là giới thiệu cho nhà mình một số cái sản phẩm về đông trùng hạ thảo rồi nha. Mọi người muốn mua dạng nước, dạng viên, dạng gì mọi người cứ comment nha. Còn đây là giới thiệu với nhà mình là các sản phẩm về linh chi. Linh chi có chú gì? Linh chi thì nó có cao linh chi, nó có trà linh chi, nó có nấm linh chi nha. Nó có đủ hết ở nhà mình nha. Đó. Cái nấm á, thì mình mua về mình nấu nước mình uống. Cái cao á thì mình pha là mình uống luôn, còn cái trà á, là mình quậy lên mình uống. Như vậy tùy theo là cái người bận rộn hay người rảnh rỗi nha. Ai mà bận rộn thì mua trà, mua cao đó. Cao thì về nhà quậy uống, còn cái trà này mình đem đi đâu mình đem tiện nè. Còn cái nước này là mình về nhà mình phải nấu, thì cái người nào bận rộn á thì mình mua cái loại cao hoặc là mua loại trà trà hòa tan này mình uống nó nhanh. Còn ai rảnh rỗi thì mình mua cái này mình nắm về nhà, là kiếm cái bình giữ nhiệt đó cô chú chị, bình thủy siêu tốc á, cái bình thủy đó, cô chú chị nha, để mình nấu nấu ngày 20 đến 30 gram thôi, bỏ 1 lít nước nấu 3 lần nha, nấu 3 lần cho nó ra hết cái tinh hoa trong cái nấm đó, cô chú chị đừng có nấu một lần là bỏ nó phí nha. Lần đầu mọi người á, là nó rửa sạch cho mọi người nấu xong lần hai cách cách nhiễm nhiễm ra nấu 3 lần rồi mình uống dành nha cô chú chị, nấu 3 lần là mình uống dành nha, để trong ngăn mát tủ lạnh á, uống nguyên ngày. Một cái túi này là nửa ký nè, là 500 ngàn một túi, hôm nay sale cho cô chú chị chỉ còn 370 thôi nha, 370 một túi, ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Nấm linh chi nha mình nha, đó để em đây cho mọi người dễ thấy nè. Còn cái này là cao linh chi nè, cái cao linh chi thì một hộp là nó 3 lọ đó. Trong này nó có 3 lọ nè, trong này nó có 3 cái hộp gỗ là 3 lọ nha, một lọ là 120 g và nó có cái muỗng cho mình múc luôn nha nhà mình. Cô chú anh chị cứ mua về là múc, nó có cái hộp gỗ đen và nó có cái hộp gỗ trắng nữa nha. Cái đó mọi người ai mua cái loại nào thì mọi người cứ comment địa chỉ số điện thoại. À, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người là cái cao linh chi hay là cái nấm linh chi nó có công dụng gì nha. Linh chi thì nó có nhiều nhiều loại nấm lắm cô chú anh chị, mọi người muốn mua cái loại nấm nào á, ở đây thì mình giới thiệu cho mọi người là cái nấm xách lát, còn mọi người muốn mua cái loại nấm khác á, mọi người cứ gửi cho mình cái hình nha là mình sẽ giao thôi cô chú anh chị, nhẹ quá gió nó thổi. Rồi cái công dụng mà của linh chi á, thứ nhất là nó có tác dụng bảo vệ gan, làm giảm tổn thương và hoại tử tế bào gan gây ra bởi các chất độc, ngăn ngừa các bệnh liên quan tới gan như là viêm gan, xơ gan. Rồi nó sẽ tốt cho cái bệnh xơ vữa động mạch nha. Xơ vữa động mạch giảm lượng cholesterol trong máu. Thúc đẩy hoạt động của các enzyme liên quan tới sự chuyển hóa lipid, ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa trong thành động mạch, giúp máu lưu thông tốt.
rồi nó có cái khả năng kháng viêm thì nó cũng tốt cho người bị xương khớp. Đó. Và trong nấm linh chi thì nó có cái khả năng làm, có cái thành phần á sẽ có cái khả năng là làm giảm mạch máu và tăng cường máu và oxy đi khắp cơ thể, làm giảm đường huyết và đặc biệt là giảm triệu chứng chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, tốt cho tiểu đường nha cô chú chị nha. À, có tác dụng làm đẹp da, loại bỏ độc tố và các sắc tố trên da, giúp da sáng mịn và khỏe hơn. Chị em uống này là đẹp da nha. À, có khả năng là chống chết, à, làm tan các cái triệu chứng mệt mỏi, giúp tăng cường hoạt động của não, tăng cường trí nhớ, phục hồi trí nhớ đang suy giảm. Vậy ai đang suy giảm mình cũng trí nhớ mình uống nấm linh chi nha. Rồi cái đối tượng là người nào muốn bồi bổ cơ thể nè, người mới ốm dậy nè, người suy nhược cơ thể nè, người bị mỡ máu, huyết áp cao, có nguy cơ tai biến là cũng nên uống nấm linh chi. Người mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp cũng nên uống linh chi. Người suy gan, chức năng gan yếu cũng uống nấm linh chi. Phụ nữ rối loạn kinh nguyệt, nhan sắc giảm sút cũng uống nấm linh chi. Nha. Người đang bị tiểu đêm cũng uống nấm linh chi. Người mất ngủ cũng uống nấm linh chi. Nha. Người bị ung thư cũng uống nấm linh chi. Nha, quý anh chị. Cái nấm linh chi mà liên quan bệnh nhân ung thư thì tôi có một cái khách hàng là ông chồng là bị ung thư cách đây 3 năm, bác sĩ chê trả về rồi thì gia đình là cho uống cái nước nấm linh chi thay nước lọc một ngày, là cứ có cái bình giữ nhiệt đó là cứ nấu là liên tục như vậy đó, cho uống suốt ngày thì uống 3 năm nay thì đến nay vẫn sống vui sống khỏe nha cô chú anh chị nha. Và họ bây giờ là khách hàng thân thiết của mình, cứ hết nấm linh chi là kiếm mình mua nha cô chú anh chị. Lúc trước thì họ mua chỗ khác nhưng mà giá chỗ kia là nó không tốt. À, bây giờ họ biết bên mình là giá tốt hơn nên họ chuyển qua mua bên mình nha cô chú anh chị. À, cái nấm linh chi này là mọi người nấu nước, mọi người nhớ nấu 3 lần chứ đừng có bỏ phí nha. À, người ta cũng có thể ngâm rượu và ngâm mật ong. Ngâm mật ong thì mọi người phải nghiền nghiền thành bột. Mà cái nấm linh chi thì tôi thấy nó rất là cứng nha cô chú anh chị. Nó cứng cứng lắm. Do đó nghiền mình thành nhuyễn nó cũng hơi khó đó. Thì mọi người thôi mua cái gì mà người ta chế biến sẵn thì xài cho nó nhanh nha. Các ông thì có thể ngâm rượu, còn nấu ăn thì người ta dùng nấm linh chi các món hầm súp cháo nha, bỏ vào trong đó cũng được nha cô chú anh chị, nhưng mà mọi người phải hầm nha, phải hầm nó mới ra được cái chất nha mọi người. À, nói chung là ai bận rộn thì mua cao hoặc là mua trà hòa tan, còn ai rảnh rang thì mua cái nấm như thế này mọi người về nấu nước uống nha. Rồi cái cao á thì một hộp 3 lọ đang sale là giá là 950 nha. Một cái hộp này cô chú anh chị nè, sale là 950, nó có hộp gỗ đen hoặc gỗ trắng. Còn cái túi này nửa ký đang sale là 370 nha. Còn cái túi 1 ký thì mọi người cứ nhân đôi tiền lên thôi cô chú anh chị nha. Rồi ai mua cái loại nào thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Còn mua nấm Thượng Hoàng thì 2 triệu nửa ký nha mọi người nha. Nấm Thượng Hoàng nó còn mắc hơn cái nấm linh chi nè. Nấm linh chi thì nó có rất là nhiều loại. À, nếu mọi người thích mua loại nào mọi người cứ gửi cái hình vào Zalo, mình sẽ tư vấn, mình sẽ báo giá cho nhà mình nha. Cô chú anh chị ai mua loại nào cứ comment địa chỉ số điện thoại. Hôm nay nói chung là mình giới thiệu cho mọi người rất nhiều cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc để nhà mình chăm sóc sức khỏe nha. Chăm sóc sức khỏe. Cô chú anh chị ai mua loại nào mọi người cứ comment. Còn đây cái này cũng là một sản phẩm Hàn Quốc nè. Cái thằng này là cao dán hồng sâm. Thì cái này á, là nó rất là hay. Đau đâu thì mọi người cứ dán đó, đau bụng, đau lưng dán lưng, đau vai, đau cơ, đau khớp, dán khớp. Tôi đã dán cái này mấy lần rồi cô chú anh chị. Tôi đau bụng tôi ngủ không được, tôi dán vô bụng. Tôi đau thượng vị, tôi dán thượng vị. Nha, tôi đau gót chân, tôi dán gót chân. Nói chung là tôi thấy nó rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Một túi 60 ngàn sale chỉ còn 40 ngàn thôi nha. Một cái này nó 20 cái miếng, mình dán được rất là nhiều lần. Mình có thể cắt ra để cái miếng dán phù hợp với cái chỗ đau thôi nha. Còn cái miếng của nó to như này mọi người. Tôi có cái túi dở mà không biết nó nằm đâu rồi nha. Rồi ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Còn cái đây là cái Omega 3. Omega 3 này là của Hàn Quốc này nha mình. Một cái lọ là 300 viên. À, người lớn thì uống ngày 2 viên, trẻ em thì uống ngày 1 viên. 600 ngàn một lọ, sale còn 550 nha cô chú anh chị nha.
uống được 5 tháng, người lớn uống 5 tháng, trẻ em uống được 5 nha. Rồi còn để giới thiệu cho mình vài cái sản phẩm của Hàn Quốc nữa nha. Nói chung là Hàn Quốc mình cũng có rất nhiều sản phẩm đó cô chú anh chị. Đây. Ở đây có nhiều đem ra hết nha cô chú anh chị nha. Mà không biết hết chưa đây. Cái này là sữa rửa mặt Sâm nha mình nha. Một tiếp là 150 ngàn, sale cho chị em là còn 120 nha, sữa rửa mặt Sâm Hàn Quốc. Rồi còn đây là kem đánh răng Sâm. Toàn là Sâm không à. Một cái tiếp này là 80 ngàn, hôm nay ai mua sale còn 85 ngàn. Còn cái tiếp này là kem lạnh glucosamine dành cho người đau nhức xương khớp nha. Dành cho người đau nhức xương khớp thì mình mua cái kem này mình bôi vào cái khớp á, khô khớp, cứng khớp, đau nhức xương khớp, mọi người bôi glucosamine để bổ sung chất nhờn cho sụn khớp, tránh cái phá hủy sụn khớp. Một tiếp này 60 ngàn, hôm nay sale luôn còn 40 ngàn. Còn một cái kem nữa đây. Cái kem này á thì nó vừa glucosamine mà nó vừa omega 3. Tại sao nó có omega 3? Vì cái omega 3 sẽ giúp tiêu viêm giảm sưng nha cô chú anh chị. Chỗ nào mình đang sưng đang viêm đó, mọi người cứ bôi cái kem này vào. Kem này là 80 ngàn một tiếp nha mọi người nha. 80 ngàn một tiếp, ai mua 2 tiếp thì là 140 nha. Ai mua 2 tiếp là 140. Còn mua lẻ một tiếp là 80 ngàn nha mọi người. Vừa glucosamine mà vừa có omega 3. Đó, những người đang viêm khớp, đau khớp, sưng khớp, mọi người mua cái kem này, mọi người bôi thêm vô, ngoài cái chuyện uống thì mình cũng bôi thêm để cho hiệu quả nó nhanh cô chú chị. Ta gọi là trong uống ngoài bôi á nha. Tôi hồi xưa tôi đau nhức xương khớp á, cách đây 10 năm rồi, đau liên tục 10 năm cô chú chị, tôi về tôi vẫn uống đó. Một ngày là tôi uống, vừa uống vừa dân gian, vừa bôi vừa xoa, vừa nói chung là tôi làm đủ trò hết á. Và hiện tại tôi cũng đang còn uống nè cô chú anh chị. Bữa nay đang uống cái loại này nè. Đây, bữa nay là tôi đang uống cái glucosamine này nè. Nha. Cái này là Moverfi nè, cái thành phần chính của nó là collagen type 2 nè. Collagen type 2 nè, boron nè, axit hyaluric cái này nè mọi người, một ngày uống một viên vì tôi ngại uống nhiều đó, thì tôi chuyển qua tôi uống cái viên này là ngày một viên. Ngoài ra là tôi còn bôi nha cô chú anh chị, vừa đau đau nhất là mọi người là phải kết hợp trong uống ngoài bôi cho nó hiệu quả nó nhanh nha. Đó là nãy giờ là giới thiệu nhà mình rất rất nhiều các sản phẩm đến từ Hàn Quốc nha cô chú anh chị. Rồi còn đây nữa nè. Đây, cái loại này á, gọi là serum nha cô chú chị. Serum này nè, chị em nào mà da mà sạm nám tàn nhang á, mình mua cái serum này mình bôi để cho nó giảm cái sạm nám tàn nhang nha. Cái này là cái dòng làm vừa là hỗ trợ sạm giảm sạm nám tàn nhang mà giúp làm sáng da. Một cái tiếp là 300 ngàn nha. Một cái tiếp này là 300 ngàn, hôm nay sale cho chị em là còn 270 nha. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại. Còn cái kem này á, là cái kem dưỡng ẩm giúp sáng da mờ nám nha. Một cái hộp này á, là 450 ngàn nha chị em. Hôm nay sale cho mọi người là còn 420 nha. Ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại nha. Chị em mà da sạm nám tàn nhang là mình nên mua cái combo này mình xài này nha. Đây, vừa serum vừa kem nha nhà mình nha. Đó, của Hàn Quốc nha. Cái hãng là Đông Sung Hàn Quốc, cái hãng nổi tiếng về giảm mờ thâm sạm nám tàn nhang nha. Chị em ai mua thì cứ comment địa chỉ số điện thoại. Mình còn một cái sản phẩm nữa là collagen tươi. Collagen tươi nha mọi người. Tìm cái collagen tươi nó nằm đâu ngoài đây. Collagen tươi là cái hộp này nha. Một cái hộp này là nó là 38 viên. Một ngày chị em sẽ bôi 2 lần. Cắt một viên ra mình bôi sáng lần tối lần nha. Sau 4 tuần là cái gì làm da mình trắng hồng rạng rỡ lên. Xe khít lỗ chân lông nó mịn màng. Collagen bôi trực tiếp lên thì nó giúp cho tăng cái độ đàn hồi của da, nó tái tạo cái làn da và nó sản sinh thêm cái
collagen mới nữa nha mọi người. Một cái hộp này là 450 ngàn nha. Chị em nào mà muốn sáng da mờ nám mình cũng mua cái loại này mình bôi nha. Ai mua thì cứ đăng cho shop xin địa chỉ số điện thoại nha chị em nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị các bạn nha.